cô. Trời ơi, Dương Hai ơi. Trời ơi, phải chập bái. Sao? Dạ. Rồi. Má quất mày. Rồi xảy rồi, hai mày ơi. Luôn á là bữa nay là ngày cuối cùng mà chú cháu mình ở lại ở miền Tây nha mọi người. Cho nên là phải tranh thủ đi quay cho mọi người xem nha. Cũng buồn lắm mọi người, nhưng mà tại vì cái thời gian có hạn á mọi người, cho nên đúng rồi, mấy ông anh cũng gấp quá cho nên là hai chú cháu mình phải đi sớm thôi, với lại đi quay gấp cho mọi người xem thôi. Thôi ơi chuột, tao đâu còn mặt hay bự đâu. Đâu. Tới chưa? Ghê lắm, ghê lắm. Ghê, em chậm chậm đâu, quên móc mũi vô. Sao mũi vô cho em? Ba khía kìa mọi người. Chạy, chuẩn bị chạy. Chuẩn bị nè, ơi. Đó, bảy lụm được con ba khía nè mọi người. Bảy lụm được con ba khía nè mọi người ơi. Đó, rồi bảy. Ui ui. Tuyệt vời bảy ơi. Đó. Đúng là con bự luôn á. Ôi, cho nó kẹp nghe cha. Cắn con này. Đấy, con này sai. Ôi con ma khía nè mọi người, coi ghê không? Ôi ơi con ma khía nè. Nó dữ quá trời, dữ hơn cua nữa trời. Sao nó có ba càng vậy ta? Ê. Đâu còn gì phải không? Ừ. Nó đó. Chân này phải không? Y như nó bậy ơi. Không phải cây. Sao đen giống chân nó gì? Cây. Ugo nó bắt lắm. Vậy sao bắt nổi nó? Vô tô rô khó bắt lắm. Tô rô à? Tô rô là con trâu cài á. Con trâu đỡ đòn á. Con này đây, con nó đây. Lúc đầu nó đang nằm lên đây. Ờ, con bự á. Rồi con nó bự luôn á Dương Hai. Dạ. Coi Dương Hai nha. Không dám đâu Dương Hai, ổng đúc là hơi bị đỉnh đi. Thấy không? Ông chèo là ok luôn nha mọi người. Lỗ đâu? Lỗ này luôn. Tới luôn phải không? Tới đây. Dính rồi phải không bạn? Tuyệt vời bé ơi. Đây một con nữa mọi người ơi. Thôi ơi, thêm con nữa nghe mọi người. Ui hai con nè, thấy chưa? Thấy chưa? Chỉ là ghé chưa? Từ anh hai đây con nè. Đây con nữa Dương Hai ơi. Con này bự nè. Con này bự Dương Hai ơi. Cây này gai không, chết đi mẹ chạy lên rồi xong. Chạy lên mà gai không cho bắt hai. Gai không mà. Tù rô không? Ở nay qua tắm đầu nhét vô được nè. Ôi Dương Hai. Dương Hai. Ơ bài phải nắm đầu nó được bài. Được bài. Gán được. Gán được. Gán được. Gán được. Gán được. Gán được bài ơi. Anh gán. Chết mẹ. Chết mẹ gãy càng rồi. Rồi xong đi luôn à. Dính càng không anh ơi. Bỏ đi. Má gai quá xúc nè. Má cái tù rô này gai không chạy. Tù rô này gai xui nghe làm tù rô à. Togo gai quá hả bảy ha. Em chặn được cái càng không à. Trời ơi trời, thiệt con Togo ghê thiệt chứ. Bự càng luôn hả? Bự con nó bự lắm á. Chặn bỏ càng luôn rồi. Băng qua bờ của bên nhà mình rồi. Ủa, đây đối diện bên mình hả? Ờ. Phải không? Trời ơi mọi người, bây giờ trời gió hiu hiu nha mọi người. Xa dữ không? Móc lại anh hai, vừa anh hai móc lại, móc lại. Vô luôn à. Móc lại nè. Đây đâu có là móc dữ rồi. Không có. Ông Dương Hai không. Ở lúc sau luôn. Cái cặp mí á. Ừ đúng rồi. Ở đòn mà phải. Ra đây, đuổi lùm với nhà. Chạy em mấy giờ. Này khó chơi rồi, bên đây khó chơi rồi anh em ơi. Ôi, bà khí ơi, mày ở đâu? Đâu rồi con? Mày ở đâu ba khí ơi? Thôi đường này cái dài cái mình dòng về rồi. Đúng rồi. Ơi anh hai. Ơi bảy ơi. Dương Hai ơi. Nhanh con này to nha. Con này bự thì Dương Hai. Ơi đi ngay đi tới tí nữa, tới đi ơi, quắp vô rồi. Ôi rồi. Ơi lên ra. Rồi xong cô em khô luôn. Ngay mới làm sao được, nó chắc hợp luôn à. Ngay mới hợp luôn rồi, đâu chụp được. Thấy đâu sao. Nó hợp lại nè. Đi luôn Dương Hai. Rồi.
Đây có cái hang của nó. Gọi đèn cho nào, con nói đó, ngay cho đó anh lủi mũi vừa. Ý là anh kêu anh nhẹ nhẹ vô em chụp á. Con này nãy lên tên luôn rồi đó. Ba khía ơi. Mở gì? Mở thuốc tên gì đó, thuốc tâm gì? Nào, nào, nói phải không? Anh mũi đút mũi mấy tên này, anh đắt cái đít lại lên đây nè. Mũi chứ. Thấy rồi, em thấy rồi. Gọi lắp chồng vô em chụp luôn nè. Chụp mấy? Rồi, Vĩnh ơi. Vĩnh nghe mọi người. Vĩnh đây nè mọi người. Ủa con bự không trời? Ủa hết đi bự không? Ủa đi bự khiệt chứ. Con 15 đô á. Trời ơi, gọi 20. Ê con đây này. Quay này, quay. Hai ơi. Đây con bé, hai ơi. Quay ơi, quay em vô em chụp luôn. Quay. Quay 386 con đợi vô, cầm tải rồi em tải. Rồi. Thầy Vĩnh à. Vĩnh ơi, tao nghe. Tao chứ phải tôi luôn. Trời ơi trời. Đi chết. Ông nằm luôn. Ôi ơi, đâu rồi? Đây 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 đây. Phải gấp mới được. Tuyệt vời quá. Vừa ngay. Vậy hả? Vậy thôi. Chết rồi, sao vậy? Chịu bơi thôi không sao. Đây còn con hết giỡn này bắt không? Bắt nhái bự này không? Thôi. Bỏ đi, bỏ đi. Ủa con nhái bự kìa. Bắt luôn. Bỏ đi, bỏ đi. Đi con nhái. Tự nhiên cái dầm sao nó yếu như vậy rồi. Gãy à, tát cái này. Gãy gãy. Gãy cái dầm không chứ. Gãy gãy cái dầm không. Gãy dầm dầm cao dưới rồi gãy được. Hỏi có khía trời ơi, chùm chùm vậy. Bên đây ít trong bệnh của gàng. Ơi nè con này, con tôi gọi này nè, em ba với Dương hai ơi. Đây con Dương hai. Nè thấy không? Chị ba thấy không? Con nghe đèn em gọi nè. Nè. Giữa đèn em nó tên nè, tôi mệt nè. Không biết được không nha. Trong hang anh cấp. Ờ thấy rồi, thấy rồi. Em chụp thử được không nha. Anh xui. Con này không bự luôn. Nhưng mà thử rồi để thử tới em chụp thử được không? Thích mẹ vô sâu quá sao bác? Trời ơi. Đâu có đầu vô đâu, chụp giò đâu được anh hai, đâu có dao đâu chụp. Bảy 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 chụp được, chụp giò được. Không có được, bả nó hang này hang nhỏ cái hang lớn. Gì? Cái này chuột. Cái gì? Bự không? Nè. Đưa em thôi. Trời hướng anh xui. Chọt chân đầu nó. Chọt cái đầu nó coi. Chọt chân đầu nó. Chọt trên nó. Ở trên. Ơ. Bộ mày rồi. Nghe tới em chụp dính rồi. Bị anh luôn chứ. Không phải rồi anh luôn. Ôi bị gãy cái dầm nha mọi người. Khó đi nhưng mà vẫn đi. Đúng rồi. Giờ chèo hơi khó nha mọi người ơi. Ủa mà sao bên có nhiều bên có ít ta? Bên đây tôm nhảy gì? Ai ai ai. Hỏi. Dương hai ơi. Dương hai. Đây đây nè. Nè nè. Đồ. Mày kênh nha mày. Mày kênh nha mày đó. Con. Mày kênh. Mày kênh. Vậy đó. Đây đây, chống gà, em chống gà, anh khỏi máy đi, anh chống gà cho. Dừng hai, cứ ra dừng hai. Ra ra ngoài anh ơi, ra ngoài, ra ngoài. Cái lũ nó hơi cao dừng hai ơi. Cái lũ hơi cao. Cái này ít mà con nào đáng lấy anh ơi. Ít mà con bự. Từ thôi. Con bự nào, con bự đó. Đèn này nó sáng này kia nhiều lắm, đèn này sáng ghê lắm. Nhảy cái đá này nhảy lên. Sao? Ủa phụ anh Tư. Gì? Anh ngồi phụ với đâm nước đi, em gọi lên anh ngồi đó đi. Đâm nước. Đâm nước tè, đây. Ngồi đây không? Em ngồi đây. Ủa nữa hả? Ừ. Ngay. Khoan. Đâm lên. Đâu vậy? Đây à. Chúng tới thì chụp. Ngó hả mày? Anh nắm đầu mày nha con. Ngó bà khí ấy, con bà khí. Bự như hai con bự á, vừa không bằng mấy con kia thôi. Ừ. Anh gọi bển đi, em gọi đây cho. Ừ, cây này bà khí á. ngon lành nha mọi người. Dừng hai ơi, đây nữa nha hai ơi. Thôi ơi, ông chụp.
Trời. Mọi người, mọi người yên ba cái. Ở đây không có đâu. Không có. Chiều chưa? Bữa nay còn hai cái lưới cho ông cuốn tận. Ở bên Nghiêm đâu được cua ăn hết. Giết cua, lưới giúp đó, dính cua kìa. Rồi xong, lên. Trời con cua, phải. Thôi con cua dừng hai. Trời ơi. Con cua. Phải. Bảy, 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 bảy bỏ vô hồn bảy. Để gì được cho hả bác được không? Bắt, bắt, bắt. Để nó quăng lưới được gỡ, bắt gỡ. Bắt hai này. Cua mọi người ơi, cua mượn cho bá luôn. Ôi nó kẹp cái chắc chết luôn trời. Chiếc lá bẩm này con này ngon rồi. Xé lưới đi. Mẹ lưới bỏ. Đâu kẹp em được đâu, em biết bắt mà đâu kẹp em được. Cái mày hay mày mày hay mày mày sao chụp nhát lâu tắng mình nuôi bắt con này thì đang trong tiêu anh ba khế quê ở miền Tây. Đây anh hai, ừ. Yeah. Rồi xong. Chưa vậy? Nằm vậy sao bác? Không luôn. Đấy đấy, một bé bắt luôn á, nhỏ nhỏ nhưng mà một bé bắt. Nó sâu lắm á. Mình thấy rồi. Rồi vô luôn, vô luôn, hồi nãy nằm vô. Vô rồi. Con này nhỏ, cũng nhỏ rồi, không bự. Nuôi nốt qua đặt sao xuống bắt. Bỏ nước lên kìa dữ lắm. Không, em quấy đi nước nổi hơn nữa, em quấy đi nước nổi càng bào hơn cái đi nước giật á. Tại nó bích mình hang cái nước giật chỉ bắt được bắt lật thôi chứ bắt hí này bắt nước giật bắt nước tiếng để nằm ở ngoài nhé. Đây con, đây con, đây con. Đây con như hai. Không mình em gọi đừng ai gọi. Ghê lại, ghê lại, ghê. Đâm rồi. Ok rồi. Bắt được con cua bự nữa nghe mọi người, vui lắm. Này mới làm thế này. Mới đắp rồi. Rồi bể á, lên rồi bể. Đây con bự này bãi. Rồi em tắp nha, em đi nghe em phải chụp. Đi đi đi. Con này sao khỏi em được. Vì nó bắt sướng đó, sống như bắt đã ta. Wow, cái nhà ơi. Chú. Bà khi có, bà khi có hỏi. Như nó tập trung là chỗ một hai ba con, hai ba con vậy. Nuôi cây đâu không à. Bù lại nói chuyện tám. Thôi em đi rồi nước tới bì đó anh hai. Bây giờ nước nằm dưới đây nè, có bắt tắt tắt. Coi chừng nó bò, bò dưới. Con cua này hơn. Ôi ôi cái càng cây dương hai. Ôi ôi. Mọi người. Ôi ôi. Ừ, đúng mánh rồi. Ừ. Con rồi. Bự quá như hai ơi. Bỏ luôn hay sao? Bỏ lại lên. Trời. Thử đã. Ừ. Con bắt nữa, ghiền hơn nữa. Trời trời xuống. Thử cái nhà ư. Anh thử anh tự nhiên quan thấy tự nó không. Tự nhiên có được cái cua ạ. Con cua bự quá hay như hai ha. Khe càng người cho bá luôn. Hai con bự rồi đó. Ai đừng ấy, đừng ấy. Trời ơi, trộn chi. Coi. Con bỏ ơi. Kia nó còn nằm ngoài mà. Con nhỏ nằm kìa, em trộn bắt được luôn. Rồi. Từ từ thôi, từ từ đi, từ từ. Nó gần quá gần. Thôi bữa nay em hên, bữa nay gặp con khứ dữ thôi. Hai con luôn. Hai con này nửa ký á. Hồi lẫn bẩn trận, tự nhiên nằm ngang xương trận. Nằm cái cây đá này à. Nằm phơi xương. Thấy sờ nước biết hôm con thấy nước bãi đi bắt tên đó đó, mà giờ nước xuống đây mà hiểu. Có dây cơm bãi.
Phải, với dưới mẹ. Dưới mẹ. Hàng của bà Hiếu là biết hơn. Chiều giờ tới trển dính thêm mấy con cua bự nữa. Còn đủ vô nữa. Cho đồng cua. Cô chuẩn bị bên đây có cua nằm bờ này uống ra. Có nào có anh hai? Có, bò. Đi ăn anh hai. Ừ. Phải đây nè. Đây là con nữa Dương hai. Ơi, tắt đứt cho anh hai ngưng, ngưng. Tìm. Lộn. Mày chạy mày. Ba thế trời ơi, thằng Dương đâu dám ngỏ nha. Nam dễ dở, Dương dễ dở chụp là khó chạy lắm nha. Chụp là hết tảng. Còn ít thôi mà lại gai vậy bắt tôi ngọn đi, đén nãy mới ngon. Tại ngon này. Ừ, tập vô. Đứng kia lại. Đáng, về đứt vô. Lụm con nó nè mọi người. Ơ, ơi bay bay. Rồi, ông chụp tao không. Chạy hả mày, nè ta. Liều không? Hai tay. Giờ cây rồi đó. Chứ dính con cũng được hả? Dừng hai, con cua kìa. Cua kìa. Cua. Cua. Đắp cho em. Ngon anh hai ơi, con này thơm. Chú bà ơi, con cho ngươi chạy vậy. Chạy đâu mày? Chạy đâu mày? Ngon quá Dương hai. Con này bự cũng bự luôn. Bự Dương hai. Con này thôi anh hai. Ờ. Chuông. Ngon lành. Con này nhà có khả anh hai. Nhưng mà cái này nuôi không đi anh. Không đi chứ, lớn không đi. Không đi bò qua lại vậy. Ô bữa nay nước cộng bắt ngon hơn qua chợ của biển không. Nào nó chằn rợn rồi. Đúng rồi đấy bảy. Con này ngon thiệt mà. Ừ. Con này bự lắm rồi, bự hơn cua bò anh bắt nữa mà. Ừ. Ôi trời. Cua dưới ta có ra về đây không? Nó nằm. Tên trời. Nằm phơi thay. Trời ơi, cái chạm cái này khúc này. Bịt ư. Từ em gọi khúc này ư có nè, cái khỏ này mình bảnh nằm ư nín á. Đem cái mức nào không ta? Đem cái mức nào? Đem ai? Đem này nè. Anh thử tắt, anh bật thêm cái nữa coi có lên mức, anh bật cái nữa coi lên mức nào nữa không? Tối gì đó. Ô đèn nó hết mức rồi nè. Đèn sẵn đó. Cua vẫn bò ở đây bên đây nằm nè. Phải sợ sợ bên đây nằm cua lớn. Thá thiệt. À, con cho bán cua. Thấy chưa nhà, thấy tôi là sao cả nhà. Tôi về đây tôi săn bắt cũng đâu có khui gì tụi tôi đâu hết nhà. Môn nào mình chơi được cứ chơi cái nhà. Ê, chạy vô, chạy mẹ. Mấy con nhỏ chạy hang này anh hai. Ê, từ từ anh hai. Từ từ, dò vô luôn anh hai, bỏ vô. Cũng ghê. Tính là ngoài em chọc vô em chặn bắt một con nhát quá. Con mày đây con đây con nữa, thôi bỏ luôn. Tao chết với tao. Bờ hang này hang cua. Ê có con gì chậm kìa. Đâu? Như có con gì trong cái hang á. Hang nào? Cái hang bự mới chạy qua đó. Về lại anh hai thử coi thế này. Tao thấy đâu có gì đâu nó. Cái này hả? Ừ. Còn thấy có mấy cái càng á, không biết phải không? Cái sậy đó. Cái này dở ấy hang gì mày? Em là hang cua rồi đó nhưng mà. À cái gãi. Em là hang cua nè anh hai. Ừ. Nhưng cua đi rồi. Trong ở đâu. Rồi nó dính. Cái mùa mà nước nổi mày coi ba khía mua cái mấy cây dưới nước này nè. Bữa nay rồi. Ừ. Mua cỏ mua nước cũng đâu nằm dưới đâu nó hợp mà. À này ơi. Cua. Con cua nó bự nè. Trời ơi Dương hai ơi. Từ từ coi nghe. Dương hai từ từ coi cho nó chạy. Nó chạy xuống. Chết mẹ nó làm cái gì kìa. Em muốn chạy em xuống nước kìa này. Nghe nhìn càng. Thì mình sẽ đèn nó chối rồi nó không chạy đâu. Kìa. Chạy bây phải chập bái. Nhìn càng cắn tao. Sao? Đó. Dạ. Rồi. Má quốc mày. Rồi xảy rồi. Hai mọi người. Ghê này. Kẹp dữ lắm. Ở đây lấy cái chặn nó được. Không, em biết đè luôn được, hẳn luôn là trình em quên. Quất tay không đủ quất em cái em giật mình. Cái đó mình chịu đau á, nó khôn á. Mới lên luôn nè. Ừ. Mấy mày uống quá trời. Tức. Tức chứ, cô dễ bắt lắm. Không, em bị kẹp bên tay trái em nè. Dính cho tay không em nè.
Phúc tao nghe nè. Chứ phải chụp tao phải luôn em đè rồi. Đi đi cặp cái này lên nè, còn có nè. Giờ có cua lên rồi đó, bữa nay có cua lên đó. Thấy không? Đây còn mà khía nè mọi người. Ôi nó đâu. Ê ê ê. Ê ê. Ngon lành. Nam giờ hết sợ rồi đó. Lần nữa tao gặp kiểu đó không có nào xảy được hết, thiệt luôn. Cắn tao cũng để cho cắn, thiệt luôn. Em bắt cắn hồi đó em tức nha. Em xảy cắn hai lần, em tới xảy vào em bỏ phải không? Đợt tao cho cắn xả lén luôn. Em muốn chết cắn, tao nào cho mày cắn, không dám bắt. Không đập mà em bắt con nước thôi. Là mấy nhớ kia em lì lì cái đó luôn á. Không chạy mà. Chạy. Bên đây hôm bắt được con. Ê con gà này, chạy đi cầm chạy vô bên này, quay lại bên này, quay qua. Trong bụi dừa này, bụi dừa nước đây. Con gì? Con bẫy, đang chạy trên cái dừa luôn. Con coi nằm đâu rồi. Con bự lắm nha. Quá tới bên đây. Thôi nghe này. Con tới đây con coi. Nó chạy miếp. Đang chạy ngầm luôn. Đang nằm trên cây luôn hai thử nè. Ừ. Một tay thử bắt. Kiệm nha. Trong cây cứng nha. Rồi. Em chụp trên cây luôn á. Rồi. Chín. Đủ. Ở nhà. Bắt tôi lầm luôn. Đồng mọi người. Dạ mình vừa bắt vậy không nha nhà ơi. Vừa bắt vậy không. Mình như bắt mình lầm luôn á. Đây là chuyến ly phẩm bữa nay nghe mọi người. Ủa xuống nó mồ ra vậy? Mọi người ơi, bây giờ là clip quay bắt bạc khía ban đêm nay là đã xong rồi nha các bạn. Rất mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình để chú cháu mình có động lực làm các clip khác hay hơn nha các bạn. Bữa nay là chuyến ly phẩm hơi nhiều nha các bạn. Hay đặc biệt. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Các bạn mà hay nãy không, mình đẩy nó kẹp mình xảy hơn con tức không? Đúng rồi. Uổng lắm nha. Ôi ơi, hồi nãy kẹp cái tay con ống luôn mọi người. Giờ nhức luôn nè. Nhức hai cái ngón tay luôn nè. Đó. Trời ơi, tội nghiệp quá. Lần đầu tiên bị cua biển nhức nó chết văng mẹ luôn. Không ăn chân nè. Không em không. Giỡn sưng lên nè. Nè em thấy bù nè. Trời ơi.